Sáng nay, Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu chính thức ra mắt giới thiệu biểu tượng đặc trưng logo quận Hải Châu chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập quận ngày 23 tháng 1 năm 1997, 23 tháng 1 năm 2022, với mong muốn mang đến luồng gió mới, thể hiện hình ảnh quận hiện đại hơn, chuyên nghiệp hơn, trẻ trung và năng động hơn, bắt nhịp với sự thay đổi của thành phố Đà Nẵng. Theo đó, quận Hải Châu chọn màu xanh dương là các màu chủ đạo cho biểu trưng, lấy ý tưởng từ hai chữ cái đầu của Hải Châu cùng hình ảnh búp sen. Quận Hải Châu mong muốn dùng hình ảnh tinh túy nhất của đất nước để gợi ca vẻ đẹp thầm kín, dịu dàng và mến khách của người Hải Châu, đồng thời thể hiện lòng tự hào về vùng đất quê hương. Trong đó, hai cánh hoa giơ bàn tay nâng đỡ, bảo tồn nét văn hóa địa phương và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời tạo lên hình ảnh bàn tay kiên thiết cùng nhau chung sức chung lòng xây dựng quận Hải Châu ngày càng văn minh, hội nhập. Trung tâm biểu trưng là hình ảnh cổng Tam Quan thuộc di tích lịch sử cấp quốc gia đình làng Hải Châu, được coi là cái nôi hình thành và nuôi dưỡng truyền thống văn hóa của cộng đồng cư dân bản địa. Đáng chú ý, phía trên biểu tượng cổng Tam Quan là hình ảnh gần sóng, biểu thị hình tượng con sông Hằng nằm trong lòng của quận Hải Châu. Dòng sông không chỉ là nguồn cội, là hồn quê mà còn thể hiện sự sống, nảy nở, sinh sôi, chứng kiến sự phát triển của quận Hải Châu qua năm tháng.